Xin kính chào quý khán giả của Saigon TV. Đây là chương trình điểm tin trong tuần của chúng tôi. Qua chương trình này, chúng tôi cố gắng đưa đến quý vị những cái tin tức đáng chú ý trong tuần qua với những phần phân tích, bình luận của nhiều chuyên gia. Chuyện đầu tiên mà chúng ta muốn nói tới là chuyện ông McCarthy đã trở thành Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ rồi. Thế nhưng mà có những cái sự lo lắng nó đi theo sau đó. Như chúng ta đã chứng kiến, cuối cùng thì cái cuộc bầu cử để bầu chọn ra Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khóa mới, khóa 118, thì cuối cùng nó đã đi đến cái chỗ kết thúc. Và như mọi người cũng đã từng khẳng định trước hay sau gì thì ông McCarthy cũng trở thành Chủ tịch Hạ viện thôi, bởi vì diễn tiến của cuộc bầu cử nó cho thấy điều đó. Và quả nhiên qua cái vòng thứ 15 thì ông đã đắc cử trở thành Chủ tịch Hạ viện vào nửa đêm của ngày mùng 6 tháng 1, rạng sáng của ngày mùng 7 tháng 1. Với một cái số phiếu cần thiết là 216 phiếu. Sở dĩ mà ông được 216 phiếu là bởi vì 20 ông bà mà thuộc loại khuynh hữu rất là cứng đầu cứng cổ đó, thì 14 ông bà đã chấp thuận là bỏ phiếu cho ông McCarthy và 6 người kia như vậy thì bỏ phiếu trắng. Bởi vì có 6 người bỏ phiếu trắng, thành ra tổng số phiếu bầu vào vòng thứ 15 nó là 429 phiếu. Thì cái đa số cần thiết của nó là 215 phiếu. Ông McCarthy mà lấy được 216 như vậy vẫn còn thừa một phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Mà mình nhớ là cái lần trước đó bà Pelosi trở thành Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ thì cũng chỉ có 216 phiếu mà thôi. Và trước đó nữa thì cái ông Chủ tịch Hạ viện của Cộng hòa, ông John Boehner, thì cũng chỉ có 215 phiếu đa số để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Thành ra đây là một cái con số nó cũng là trung bình, chứ cũng không phải là cái gì là quá thấp. Và như vậy cái chiến thắng của ông McCarthy nó đã đánh dấu là lịch sử suốt 100 năm nay mới được lặp lại. Người ta nhớ vào năm 1923 đó, lúc đó là Quốc hội của khóa thứ 68, thì người ta cũng đã phải bỏ phiếu 9 lần thì mới bầu chọn được một Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa vào năm đó. Thì giờ đúng là 100 năm thì ông McCarthy lại lập ra một cái kỷ lục là phải 15 vòng. Thế nhưng mà nếu mà so với cái năm vào 1856 của Quốc hội Hạ viện khóa thứ 34 đó, người ta phải bầu suốt 2 tháng, suốt 133 vòng mới chọn ra được một Chủ tịch Hạ viện Dân chủ vào năm đó. Mình thấy là thì ông McCarthy như vậy là cũng là nhanh lắm đó. Và cái kỷ lục của năm 1856 chắc hẳn là không bao giờ có cái cơ hội để lập lại được nữa rồi. Thế thì đến bây giờ mọi, cho dù nó là chua cay hay là nó là lịch sử hay là nó là một cái biến động chính trị quan trọng gì, thì cái cuộc bầu cử này nó bây giờ nó cũng trở thành là một cái quá khứ sau lưng rồi. Và người ta bắt đầu nói tới cái chuyện của tương lai bắt đầu bằng những cái nhận định. Nhận định thứ nhất cho rằng như vậy là qua cuộc bầu cử vừa rồi, bầu chọn là Chủ tịch Hạ viện vừa rồi, cho thấy rằng là Đảng Dân chủ là một cái đảng của đoàn kết và thống nhất. Qua cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, họ đã xóa đi được cái tai tiếng trước kia vẫn gán cho đảng là Đảng Dân chủ là một cái đảng của chia rẽ. Thế thì chúng ta nhìn lại kết quả bầu cử của Đảng Dân chủ trong 15 vòng vừa rồi, mình thấy là suốt 15 vòng đó ứng cử viên đại diện cho phía bên Dân chủ là ông Hakeem Jeffries đều lúc nào cũng được 212 phiếu bầu. Tức là toàn thể dân biểu của Dân chủ trong Hạ viện một lòng bầu cử cho ứng cử viên của họ, không hề sai xuyển một cái phiếu nào cả. Như vậy rõ ràng là mình thấy phía bên Dân chủ ở trong Hạ viện là đoàn kết một khối một lòng rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là cái chuyện này, cái chuyện đoàn kết như vậy có lẽ nó cũng chỉ có khi mà Dân chủ đối phó với cái đảng mà đối lập, tức là cái đảng Cộng hòa mà thôi. Chứ còn trong vấn đề nội bộ của họ chắc chắn là vẫn có những cái sự chia rẽ rạn nứt, hay là mình nói là có sự khác biệt về khuynh hướng thì nó đúng hơn. Bởi vì mình biết là trong Dân chủ thì lúc nào cũng có những người trung dung ôn hòa, thẳng hạn như là bà Pelosi hay là ông Biden. Nhưng mà cũng có những cái người khuynh hữu hay là khuynh tả hay là cực tả, giống như là cái nhóm tứ nhân bang, 4 cái bà dân biểu rất cấp tiến vẫn hay gây ra những cái khó chịu cho bà Pelosi thì thôi. Mà ngược lại thì phía bên Cộng Hòa qua cuộc bầu cử như vậy, người ta thấy rõ ràng là có sự chia rẽ. Nhưng mà cái sự chia rẽ này mình thấy nó cũng chỉ là sự chia rẽ trong nội bộ của họ với nhau. Những cái người có tư tưởng khuynh hữu hay là cực hữu không chấp nhận sự mềm yếu của một cái lãnh đạo trung dung ôn hòa như ông McCarthy, thành ra nó mới có sự chống đối như vậy. Chứ nếu bây giờ mình để ý rằng là 20 cái ông bà khuynh hữu đó dù bỏ cho người này người kia nhưng không có một cái phiếu nào bỏ cho phía dân chủ cả. Thì mình như vậy mình có thể nói rằng là đối với cái đảng dân chủ đối lập thì những cái dân biểu Cộng Hòa dù chia rẽ với nhau, khác biệt nhau cũng không bao giờ là làm bỏ một cái phiếu cho phía dân chủ. Có nghĩa là họ rất là đoàn kết khi phải đối phó với cái phía đối lập kia, thì nó cũng giống như hệt như cái phía dân chủ mà thôi. Thành ra từ đó mà đưa tới cái lý luận thứ hai, giống như CNN nói rằng đó, là qua cuộc bầu cử đó người ta thấy rằng là ông McCarthy trở thành là chủ tịch Hạ viện. Thế nhưng mà quyền hạn thì nằm trong tay của những cái người cực đoan, những cái người mà khuynh hữu hay là cực hữu của Cộng Hòa. Nhận định như vậy thì cũng chưa chắc là nó là chính xác. Cái sự mà coi như là phải thương lượng, phải nhượng bộ không có nghĩa là phía bên kia có cái quyền lực. Và nhất là sau khi là người ta đã thương lượng xong, để ông McCarthy có thể là thương lượng nhượng bộ xong và mai sau này ông mới trở thành một chủ tịch Hạ viện, chắc chắn là ông phải có một cái hành xử khác. Bao giờ cái sự đối lập đó nó cũng phải có được cái sự đối lập đó, sự khác biệt nó tạo ra cái chuyện là người ta phải để ý cái tiếng nói của họ, là cái chuyện mà nó rất là bình thường, nó xảy ra trong bất kỳ một cái chính trường của bất cứ nước nào chúng ta để ý này. Vừa rồi đó là ông, chỉ vì ông thượng nghị sĩ Manchin không có đồng ý với lại cái khối thượng viện, không đồng ý với lại tổng thống Biden, chỉ một mình ông có tiếng nói khác biệt. Mà cái luật lệ của những cái dự luật rất là quan trọng, bill của tổng thống Biden không thể thông qua được cho tới khi mà phải thương lượng với ông, phải sửa đổi những cái luật theo cái ý kiến, cái lập trường của ông, thì lúc đó nó mới thông qua. Mà chúng ta cũng phải thấy rằng là ở những nhiều quốc gia đó, những cái khuynh hướng khác biệt như cực tả hay là cực hữu đó, họ đông đến cái độ là họ lập ra những cái đảng phái riêng biệt, đảng cực hữu, đảng cực tả. Lúc đó là những cái đảng khác nó phải thương lượng với họ để lập chính phủ hay là để thông qua một cái dự luật nào đó. Đó là cái chuyện mà nó phải nói là nó rất bình thường. Thành ra tới đây đó, nếu như mà có tiếng nói khác biệt đó thì cả Hạ viện hay là ông McCarthy mà phải thương lượng với cái nhóm quyền lực đó, cái nhóm khuynh hữu đó, thì cũng chỉ là một cái chuyện bình thường. Bởi vì người ta đã nói mà, chính trị chính là một cái môn nghệ thuật của thương lượng. Người ta phải thương lượng để đi tới một cái kết quả cuối cùng. Và cái phân tích thứ ba, người ta nói rằng khi mà ông McCarthy đó phải nhượng bộ đến cái mức mà đồng ý một cái điều khoản là chỉ cần một dân biểu trong quốc hội đó mà yêu cầu ra một cái tiến trình chất phế Hạ viện, chất phế chủ tịch Hạ viện, thì cái tiến trình đó phải được khởi động, đã làm cho ông McCarthy nó trở nên một cái chủ tịch Hạ viện yếu nhất từ trước tới giờ của lịch sử Hoa Kỳ. Cái nhận định như vậy thì cũng chưa chắc là chính xác. Chúng ta phải nên nhớ rằng là trong cái luật lệ của Hạ viện cũng đã có một cái điều khoản nói rằng là bất kỳ một ông dân biểu, bà dân biểu nào mà cũng đều có quyền đề nghị khởi tố hay là truất phế một chủ tịch Hạ viện hay là bất kỳ một viên chức cao cấp nào trong chính phủ, chẳng hạn như tổng thống thì cũng có quyền đề nghị luôn. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là đề nghị vẫn chỉ là một đề nghị thôi. Nó cũng cần phải có cái sự là hợp lý của nó để có những người khác người ta ủng hộ chứ. Và sau khi đã có được cái sự ủng hộ rồi thì nó lại phải theo một cái tiến trình thông thường là phải lập ra một cái ủy ban để điều tra. Cái ủy ban này nó đưa tới một cái kết luận rồi mới lại đem ra sàn quốc hội, sàn hạ viện đó để bỏ phiếu. Có được đa số rồi thì mới lại đem lên thượng viện để chung kết. Đây là một cái tiến trình chuất phế ông tổng thống, ông cựu tổng thống Donald Trump mà chúng ta đã chứng kiến vừa rồi. Thì bây giờ bất kỳ một cái đề nghị nào cũng phải qua một cái tiến trình đó. Thành ra đề nghị nó là một chuyện. Còn cái chuyện quan trọng và của chuất phế là xem là cái người chủ tịch Hạ viện đó đã làm ra những cái tội lỗi gì và tội lỗi đó có đáng truất phế hay không. Nó mới là một cái điều quan trọng. Thành ra cái nhượng bộ của ông McCarthy với cái điều khoản đó thì nó cũng chỉ mang cái tính cách là một cái sự nhượng bộ nó biểu tượng thế thôi, chứ nó không có đem lại một cái thực tế tai hại chính trị nào cả. Và cuối cùng thì cũng có người thắc mắc là tại sao là ông ấy vội vã và đưa ra một cái lời cảm ơn ông tổng thống Trump như vậy, thì nó có ảnh hưởng gì, ông Trump có ảnh hưởng gì với ông McCarthy hay không. Thì nếu mà mình nhìn toàn bộ vấn đề mình thấy đấy cũng chỉ là một cái thủ tục xã giao thông thường mà thôi. Chúng ta nhớ rằng là khi mà Hạ viện đi tới cuộc bầu cử lần thứ tư đó, thì ông Donald Trump đã đăng lên cái tài khoản mạng xã hội chút social của ông là để đưa ra cái sự ủng hộ đối với ông McCarthy, kêu gọi những cái ông bà khuynh hữu kia, cực hữu kia là nên thay đổi lập trường để ủng hộ ông McCarthy. Nhưng mà tiếng nói của ông thì cũng giống như là một cái tiếng nói ở trong sa mạc, không ai nghe, không ai để ý gì cả. Thế nhưng mà đối với ông McCarthy thì khi người ta đã ủng hộ mình thì cũng nên có, xong chuyện thì cũng nên có một cái lời cảm ơn. Nó không mất cái gì cả, mà nhiều khi nó có một cái lợi ích nào đó mà mình chưa có thể thấy được. Đó là một cái điều cũng nên làm, chứ nó không có một tác động chính trị nào trong này cả. Và cuối cùng thì qua những cái điều phê bình như thế thì người ta lại phải để ý rằng là rốt ráo lên đó thì người ta, cái điều quan trọng nhất mà người ta chú ý là xem những cái tuyên bố của ông khi mà ông tuyên bố là đã chấp nhận cái vai trò chủ tịch Hạ viện thì nó chứa đựng những cái gì. Đây là một cái điều mà người ta đáng chú ý nhất. Thì trong cái diễn văn ngắn để mà nhậm chức chủ tịch Hạ viện đó thì mình thấy ông McCarthy, ông nói rằng là bố của ông hay nói câu này là cái mọi chuyện đó, khi nó bắt đầu như thế nào đó thì nó không có quan trọng, mà cái điều quan trọng nhất đó là những cái câu chuyện như vậy nó kết thúc như thế nào. Điều đó có nghĩa là ông McCarthy muốn nói rằng là cái chuyện mà ông phải đi bầu lại tới 15 lần mới chọn ông mới làm chủ tịch quốc hội, cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Cái chuyện lớn là cái chuyện là trong 2 năm giữ cương vị chủ tịch Hạ viện sắp tới, ông sẽ làm những cái chuyện gì, thì đó mới là ảnh hưởng tới cái di sản chính trị của ông, và cái điều đó mới là quan trọng nhất trong cái sự nghiệp chính trị của ông. Như vậy với một cái tuyên bố như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ông McCarthy cũng không giấu được sự nôn nóng, sự háo hức để mà thực hiện những cái kế hoạch, những cái câu chuyện mà ông có lẽ là ông đã ấp ủ từ lâu. Thế thì những cái câu chuyện đó, những cái công chuyện đó, những kế hoạch đó là cái gì thì có lẽ là cả nước Hoa Kỳ người ta cũng có thể đoán được, và người ta sẽ có cơ hội kiểm chứng rất là sớm. Sau một vài phút của quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đáng chú ý khác.